Sơn chào các bạn nha. Mình vừa làm xong chiếc xe Winner 150 LED Audi kết hợp với 4 bóng ô lốc. Đá số đó bạn các bạn nha, ô lốc loại xịn nhất. Đây là chế độ đèn màu xanh dương nha các bạn, ủa xanh ngọc nha. Xanh ngọc số 1 nha. Đây các bạn ha. Số 1 là màu xanh ngọc nha. Số 1 đây. Rồi bây giờ anh ơi chuẩn bị dắt số 2 giùm em anh ơi. Số 2 nè các bạn. Đó, số 2 đây là màu vàng. Ok. Màu vàng nha. Số 2 nha. Màu vàng chanh nha. Rồi dắt số 3 đi. Số 3 màu xanh dương các bạn. Đây màu xanh dương nè. Khác với màu xanh ngọc lúc nãy nha, nó đậm hơn chút xíu nha. Rồi dắt số 4 đi. Tam số rồi các bạn đợi xíu. Rồi dạ kia lên xíu rồi chú bốn. Rồi chú bốn đây màu tím các bạn nha. Rồi chú bốn nè. Ở ngoài nhìn đẹp lắm, nói chung là ở ngoài nhìn đẹp hơn cho video nhiều. Rồi nhắc số 5 em. Số 5 mình sẽ lá nha các bạn. Rồi nhắc số 6 em ơi. Số 6 nè. Rồi số 6 màu đỏ các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ nhan cho anh em ơi. Nhanh nè. Đó cái cục kêu ở trong là cục tích to nha các bạn. Nhan được rồi. Rồi bên đây luôn. Có bạn nào làm thì gọi số điện thoại cho mình nha các bạn nha. Các bạn nhắn tin trên Facebook, bên tin YouTube nhiều quá mình không có trả lời được, các bạn thông cảm nha. Rồi điện thoại tham khảo thì mình tư vấn nhanh hơn, tại vì mình có một mình làm nên mình không có trả lời nhắn được. Rồi em cứ bật nhan đá bật nhan đi. Rồi ok bật nhan. Ok quá đẹp. Cảm ơn em nhiều nha. Giờ làm xong luôn, không ai một chiếc nữa.